Kinh văn: thành tựu phá loạn do nhữ tâm trung, ngũ ấm chủ nhân nhược mê, khách đắc kỳ tiện. Việt dịch: nó có thể phá rối được là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông, nếu chủ nhân mê lầm thì khách mới được dịp quấy phá. Giảng: nó có thể phá rối được là do người chủ của ngũ ấm trong tâm ông, căn bản là nó chẳng thể phá rối được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân mê lầm, nếu tâm ông là chủ nhân của ngũ ấm mà mê lầm, thì khách mới được dịp quấy phá, khách sẽ được dịp quấy phá. Còn nếu như ông là chủ nhân mà không mê lầm, thì nó không thể làm được điều gì hại ông cả. Ai là chủ, đó là tự tánh của ông. Nếu tự tánh của ông bị mê lầm, thì ma quỷ có cách để hại ông. Còn nếu tự tánh của ông không bị mê lầm, thì nó đành chịu bó tay, chẳng làm gì được ông. Kinh văn: đương xứ thiền na, giác ngộ vô hoặc, tắc bỉ ma sự, vô nại nhữ hà. Ấm tiêu nhập minh, tắc bỉ quần tà, hàm thụ u khí. Minh năng phá ám, cận tự tiêu vẫn, như hà cảm lưu, nhiễu loạn thiền định. Việt dịch: khi trong thiền định sáng suốt không mê lầm thì các ma sự kia không làm gì được ông. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng phá được tối nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông, sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền định. Giảng: trong khi thiền định, ông làm cho tâm ý mình được thanh tịnh, đạt được chánh định, ông được sáng suốt, không mê lầm, các ma sự kia chẳng làm gì ông được. Ma quỷ không thể nhiễu loạn ông bằng cách của nó được. Khi năm ấm tiêu trừ, ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt. Ma quỷ thuộc về bóng tối, âm. Bóng tối có thể bị xua tan, như băng bị tan trong nước sôi. Trí huệ của ông rất sáng suốt, nên ông hoàn toàn thể nhập vào với ánh sáng. Bọn tà ma kia gồm ma quỷ ngoại đạo đều nương vào ám khí. Mọi chiến thuật phá hoại của nó đều nương vào bóng tối. Do ánh sáng phá được tối, nếu ông đạt được định lực và trí tuệ chân chánh, thì năng lực của ánh sáng trí huệ sẽ chiếu sáng và xua tan mọi u ám, nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông, sao còn dám đến gần ông để phá rối thiền định. Còn nếu nó muốn đến gần thì cứ việc, nhưng nó không dám quấy nhiễu ông.